có bốn nghĩa khác nhau về ngã. Hàng phàm phu vọng kế chấp trước thân mình, cho đó là ngã. Hàng ngoại đạo do vọng tưởng hư huyễn, cho rằng có một thần ngã, gọi là ngã, nên họ cho ngã chính là thường đế. Hàng Bồ Tát tùy thuận thế gian mà thị hiện, nên gọi là giả ngã. Đối với Đức Phật, đó là chân ngã pháp thân. Hàng phàm phu chấp thân của mình là thật ngã. Thực ra thân này chỉ là nơi trú ngụ tạm thời, giống như ở khách sạn. Quý vị có thể ở trong khách sạn một thời gian, nhưng rồi cũng phải ra đi, không thể ở đó mãi mãi được. Hàng phàm phu không thể hiểu được đạo lý này. Họ cho rằng thân xác này là tôi, nên họ cố gắng tẩm bổ và trang sức cho thân thể thật nhiều, tìm kiếm sự hưởng thụ cho bản thân. Họ ham muốn có nhà sang giường đẹp. Họ bận rộn trong việc trang sức áo quần sang trọng, ăn uống chất bổ dưỡng và sống thật xa hoa, cốt chỉ để bồi bổ thêm cho túi da hôi thối của họ. Thân thể con người chỉ là cái túi da hôi thối. Quý vị đừng có tin vào nó. Hãy thử nhìn xem. Ghen tiết ra từ mắt, chất ráy tai đều là thứ bất tịnh. Mũi đầy chất nước nhờn và miệng đầy nước miếng và đờm dãi bất tịnh. Nếu quý vị không đánh răng trong 3 ngày, hơi thở sẽ có mùi hôi thối nồng nặc. Nếu trong 3 đến 4 ngày không tắm rửa, thân thể quý vị bắt đầu hôi thối. Và nếu thân thể tiết ra mồ hôi thì thân ấy sẽ dơ bẩn chỉ trong 1 đến 2 ngày. Phân và nước tiểu rất là dơ bẩn. Những thứ bất tịnh thường xuyên tiết ra từ cửu khiếu, tức là 9 bộ phận trên thân thể, là mắt, tai, mũi, miệng, hậu môn và bộ phận sinh dục. Những thứ ấy đều là bất tịnh. Có gì để yêu quý cái thân ấy? Quý vị có thể khoác vào cho nó những thứ đẹp đẽ, ướp đầy nước hoa, làm nô lệ săn sóc cho nó suốt ngày với những thứ son phấn, như một cô phụ nữ có thói quen thường trang sức cho mình. Tất cả là để làm đẹp cho cái vỏ sò hư huyễn gọi là thân thể này. Bất luận thức ăn dù ngon bổ đến mấy, nó cũng biến thành phân. Trang điểm cho thân thể cũng như trang hoàng cho cái phòng vệ sinh bằng những vật liệu quý báu. Bất luận nhà vệ sinh có sang trọng chừng nào, nó cũng chỉ là nơi chứa đựng những chất dơ bẩn. Quý vị còn nghĩ rằng bên trong cơ thể con người là sạch sẽ nữa không? Hãy cho tôi biết cái gì tốt đẹp của thân xác. Khi gần đến lúc chết, nó chẳng còn lưu luyến tình cảm gì với quý vị cả. Nó chẳng nói: "Vừa qua bạn đã quá tốt với tôi, nay tôi sẽ sống thêm vài ngày nữa để giúp đỡ bạn." Nó chẳng thể nào làm được như thế. Vậy rốt cuộc cái thân có tốt đẹp gì đâu? Vậy mà kẻ phàm phu phải chấp trước vào cái thân ấy, và còn cho rằng thân ấy chính là ngã, là ta. "Đây là thân thể của tôi." Họ nói: "Anh đánh tôi, tôi không cho phép anh làm như vậy. Sao anh dám nhục mạ tôi?" Rốt ráo thì ai là anh? Anh ta còn chưa biết được mình là ai, còn nói rằng người khác nhục mạ hoặc đánh đập mình. Anh ta không nhận ra được mặt mũi chân thật của mình, mà chỉ biết cái thân thật chính là tôi. Tinh thần và chân ngã mới là cái ngã chân thật, nhưng anh ta không nhận ra được điều đó. Ngay cả anh ta còn chưa biết cách để nhận ra chúng, anh ta chỉ ra vẻ mình đang làm những việc chính đáng bằng cách làm nô lệ cho thân xác mình. Nếu sự quan tâm trước tiên của quý vị là nên dành hơn một nửa cho mình, thì quý vị sẽ không có được suy nghĩ chính xác về cuộc đời. Bất kỳ người nào sống như vậy đều sẽ không thể nào làm được gì hợp lý. Anh ta bận tâm vì bản thân mình đến mức loại bỏ hết những người khác. Thế nên
tôi chẳng bao giờ bận tâm về mình. Tôi chỉ bận tâm vì lợi ích cho mọi người. Nếu ai cần tôi giúp đỡ, tôi sẽ sẵn sàng giúp họ bất luận trong tình huống nào. Ngoài đạo chủ trương thần ngã. Họ nói, ngã là cái gì? Ngã là Thượng Đế. Có rất nhiều dạng khác nhau của loại thần ngã này, nhưng ở đây không bàn luận nhiều. Giả ngã của hàng Bồ Tát là gì? Khi A Nan nói, như thật tôi nghe, A Nan là người đã giác ngộ. Lúc đó A Nan giúp cho chúng ta nhớ lại lời Phật dạy. A Nan đã chứng quả A La Hán rồi, thế nên A Nan không còn chút tự ngã nào nữa. Khi nói như thật tôi nghe, A Nan chỉ tùy thuận thế gian, đưa ra một giả ngã để cảnh tỉnh cho hàng phàm phu được biết tường tận họ đang bị dính mắc vào tự ngã. Bồ Tát thì không có một tự ngã riêng biệt. Các vị biết rõ hàng phàm phu dính mắc vào ý niệm sai lầm, xem thân xác là ngã. Các vị tu tập để nhận ra chân ngã từ tự tánh. Đó là từ cái ngã hư dối mà đạt đến chân ngã. Chỉ cần nhận biết ngã là hư vọng thì quý vị liền nhận ra cái ngã chân thật. Tại sao bây giờ chúng ta tham cứu Phật Pháp? Là vì chúng ta đang tìm cầu đạo lý chân thật này. Tại sao chúng ta tìm cầu đạo lý chân thật? Vì chúng ta nhận ra tất cả mọi hiện tượng trên thế gian đều là hư giả, và chúng ta muốn tìm cái chân thật trong cái hư giả. Chân ngã từ trong tự tánh mà hàng Bồ Tát nhắm tới là gì? Đó là thành Phật. Thành Phật là chân ngã. Trước khi quý vị thành Phật, cái tôi của quý vị là hư vọng. Bồ Tát biết cái tôi là hư dối, nhưng kẻ phàm phu lại cho rằng cái ông nói rằng cái tôi là hư dối. Nhưng như tôi thấy, thân thể tôi rất tuyệt hảo, nó rất mạnh khỏe, rất cao, rất cân đối và đẹp trai. Các ông nói nó hư dối, nhưng tôi thấy nó rất thực. Anh ta không thể nhìn xuyên suốt, nên không thể buông bỏ được chấp trước. Không xả bỏ được, nên anh ta không thể tự tại được. Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy